các bạn đã quay trở lại với bản tin biết 25 giờ và như thường lệ ngày hôm nay hãy cùng nhau tìm hiểu về những câu chuyện sâu biết trực trở sắc màu và đương nhiên là có rất nhiều câu chuyện drama sau đó nhưng chúng quý lại hãy cùng nhìn câu chuyện đó với góc nhìn đa chiều hơn các bạn nha và bên cạnh thu hà đó chính là một, một vị khách vô cùng quen thuộc đó chính là tiến sĩ tâm lý Tô nhi a xin chào xin chào tất cả các bạn ngày hôm nay chúng tôi lại ngồi đây à, thật là vui khi được ngồi cùng với thu hà và cũng đương nhiên thật là vui khi một lần nữa gặp lại khán giả của biết 25 giờ à, quý vị biết không Nãy khi mà mình vừa mới bước vào phim trường á thì trời cái vẻ mặt của Thu Hà rất là drama, vẻ mặt à. của Thu Hà rất là đâm chiêu Đúng và rồi. vẻ mặt của Thu Hà có cảm giác giống như là bây giờ bây giờ sao ta bây giờ có quá nhiều thứ lẫn lộn mình mình lựa mình lụm mình lặt như thế nào. Nói chung là bản thân tôi cũng rất bất an với tư cách là người đồng hành cùng với Thu Hà ngày hôm nay. Cho nên là tôi cũng như quý vị thôi, tôi cũng đang rất hồi hộp không biết là cô nàng ấy sẽ mang đến cho chúng ta những cái tin tức như thế nào à, trong VBIT 25 giờ của buổi sáng này dạ và đương nhiên là ngày hôm nay tin tức sẽ không để chị tia cũng như là khán giả thất vọng đâu ừ. hãy cùng đến với thông tin đầu tiên rất là phải hơi khó khăn một chút xíu hơi khó xử một chút xíu các bạn nhé xin mời <laughs> Cộng đồng mạng dậy sóng vì clip chàng trai bị chê tơi bời ở show hẹn hò Châu Đăng Khoa chính thức lên tiếng chuyện đá xéo trác, Netizen phản đối Nhã Phương hóa người mẹ đơn thân Thi cây trà chỗ hoa bản Việt Music video của năm hạng mục đối đầu giữa tân binh và gạo cội Đạo diễn Lê Hoàng và những phát ngôn gây bão Trời ơi! Trời ơi. Không hiểu luôn không có hiểu luôn á à. thôi bây giờ mình không cần nói về câu chuyện này nữa tại vì mọi người ai rồi, cũng rần 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 trên mạng rồi. bây giờ kêu nói cũng không có nói nhưng mình sẽ nói một cái chuyện khác khía cạnh khác đi ha tôi thương chị tường quá trời ơi sao thương dữ vậy trời ơi thực ra vì vì chúng ta gọi là chúng ta tạm được gọi là chúng ta là những người có làm việc chung với nhau trong một hệ thống đi thì thật sự quý vị biết không mình hình dung là trò bữa đó chắc ở phim trường chắc chị tường chỉ đuối lắm á mà trước chị tường sẽ làm một nhóm các bạn quay phim rồi coi như hiện trường là chắc cũng rất là rất là mệt mỏi môi hơi hột luôn mà à, nếu như mà chúng ta biết đến các tường thì chúng ta cũng tin vào bản lĩnh sân khấu của chị ấy nè chúng ta tin vào cái trải nghiệm nghề nghiệp của chị ấy và đặc biệt là cái gọi là cái tính khí để có thể cảm thấy yên tâm rằng là những ca khó này là chị tường hoàn toàn có thể xử lý được và đúng là trong cái, cái 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 gọi là cái câu chuyện vừa rồi thì mình thấy là cái ứng xử của chị tường nó cũng khéo léo đó. <laughs> cái câu chuyện mà họ gọi là chương trình thực tế game show hay là những cái talk show mà kêu rằng là người trong cuộc bị cắt ghép những cái lời nói và bị biên tập lại về cái hình ảnh á, thì cũng đã gặp không ít lần rồi từ những cái game show như trước kia em coi là cuộc đua kỳ thú nè vân vân thì mới đây á, trong một cái game show nhỏ trong một cái talk show nhỏ, nhỏ của châu đăng khoa có một chút gọi là ngôn từ gây thù địch gây hấn với lại chat á thì uh, anh ấy đã lên tiếng sau khi bị cộng đồng mạng là ném đá hay là ừ. chị trích rồi anh chia sẻ là bởi vì uh, uh, đã bị cắt ghép chỉnh sửa hình ảnh cũng như là đã cắt ghép rất là nhiều đoạn nội dung quan ừ. trọng thì theo chị điều này có đúng hay không có phải là một cách chị là biện hộ thôi hay chính xác là đây cũng là một trong những cái lý do uh, có thể nhìn nhận được ạ à? tại vì mình không có nằm trong ekip đúng rồi cái này khó ghê á mình đâu có biết được là người ta có bị cắt ghép hay không không biết là cắt chắc sao. chắn có cắt chắc chắn là có dạ à, bởi vì bao giờ cũng vậy một cái phiên bản ghi hình óp nó cũng là một bản rất là dài rồi sau đó là người ta sẽ phải gọt 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 tức là các bạn hậu kỳ và Tổng bản biên tập cho nó ngắn lại. đúng rồi phải gọt những cái phần râu ria thừa thải không cần thiết để cho nó thành một cái bản hoàn chỉnh mà chúng ta coi chúng ta cảm thấy không bị gọi là tốn phí thời gian của mình Tuy nhiên thì sẽ rất là xui rủi nếu như mà trong trường hợp cắt ghép ở đây mà cái ý của nó bị mất đi những cái khi rất là quan trọng, những cái từ khóa rất là quan trọng. Thì có ý ở đây là mình muốn nói về những trường hợp cắt ghép là có. Nhưng dạ. cái trường hợp của Châu Đăng Khoa có cắt ghép hay không thì thực sự mình không biết được. Tại vì mình cũng không phải là cái người trong ekip hậu kỳ, mình cũng không phải là bạn biên tập để có thể để có thể bảo chứng rằng là à bạn ấy đã bị oan ức hay yeah. là có thể nói rằng là là không oan ức nói chung là câu chuyện bây giờ bản thân chúng ta đều là người ngoài cuộc tuy nhiên cái vấn đề nó lại nằm ở chỗ này thì yeah. thôi bây giờ mình sẽ tạm để cái chuyện cắt kép qua một bên cái vấn đề nằm ở chỗ đó là cái sự lên tiếng về đồng nghiệp á thực ra đôi khi động cơ của chúng ta không có xấu tâm cơ của chúng ta cũng không có gì được gọi là công kích cả nhưng mà có những nhân vật mà ở những cái thời điểm đó thực tế thì trừ khi bạn muốn một cái gì đó thôi thì tôi không nói nữa nhưng yeah. nếu như mà mình muốn cuộc đời mình trời yên biển lặng mình không muốn đôi co mình không muốn tốn thời gian cho dư luận mình không muốn phải gọi là phải bị lôi kéo một cái việc mà không phải của mình thì tốt nhất chúng ta nên nên thôi yeah. và đó mình gọi đó là sự bảo vệ cho bản thân im lặng là vàng chị ạ à. im không lặng là vàng tiếng quá và nhiều. trong trường hợp là buộc phải lên tiếng ví dụ như là bởi vì tôi phải đi ghi hình cái chương trình đó và trong cái nội dung ghi hình là buộc phải bàn tới tới check kiểu yeah. như thế đi ha mình có quyền từ chối mà không ai ép mình cả một là mình có quyền từ chối xô hai là trong trường hợp ôi ừ, đâu phải nói từ chối là từ chối đâu trời mưu sinh cơm áo gạo tiền nhiều khi cũng mệt lắm ừ, thật ra từ chối về bàn luận về Đúng. một tác phẩm của người khác mình có thể từ chối hoặc là mình có thể được quyền lựa chọn bạn không cần phải nói dối dạ. ý của tôi đây là chúng ta không cần phải nói dối chúng ta có quyền nói thật nhưng mà nói thật là theo kiểu như vậy có nghĩa là cái gì được thì thôi mình nói còn cái gì chưa được á thì chúng ta cũng đâu cần thiết phải công khai đâu có ai ép mình đâu Đúng vậy À và như vậy thì đó là cái cách mà ở đây nó không phải là thảo mai Mình muốn nhấn mạnh rằng là Có thể các bạn đang xem và các bạn nói trời sống dễ thảo mai Thực ra thảo mai là chuyện khác Thảo mai là không mà nói thành có, có mà nói thành không Còn đây là mình không đề cập những Đúng. vấn đề mang tính mà nó nhạy cảm như vậy Ở đây mình không nói dối Nhưng mà mình cũng đừng đặt ra những cái phát ngôn Để ở đó bản thân mình trở thành cái tâm điểm của dư luận Thì thực sự các bạn sẽ rất tốn thời gian Để làm một cái việc mà về căn bản nó không có tốt cái gì cho bản thân mình hết yeah. Đó và và đặc biệt trong trường hợp mà mình đã cẩn trọng như vậy thì dù cho cái câu chuyện thuộc về biên tập hậu kỳ cắt ghép thì nó cũng giảm đi được những cái tình huống gây hiểu lầm và mình trở nên an toàn. Thực ra bài học ở đây là gì? Bài học ở đây là như đã rất nhiều lần chúng ta ngồi đây với VS 25 giờ và chúng ta nói về cái câu chuyện tâm tư tình cảm của các fan, người hâm mộ đó, họ họ yêu mà, họ dạ. yêu và yêu thuần túy bằng cảm xúc và đó dạ, là lý do mà quá. đúng để để kêu họ là bình tĩnh các bạn ơi cư xử đẹp nè rồi abcd nó là một quá trình dài dạ. không thể là ngay lập tức phần tự của họ bị tấn công mà các bạn nhìn đi những cái fan à, bây giờ các bạn nhìn đi fan của những bạn ca sĩ đó là ai là người trẻ đa số những bạn thanh thiếu niên từ 15 tuổi đến 20 tuổi rất là nhiều đúng đó. và với người trẻ thì ở đây tôi không nói rằng các bạn thiếu suy nghĩ mà với với người trẻ thì phản ứng luôn rất nhanh và hơn thế nữa là họ sẽ đặt cái tâm trạng của mình cao hơn lý trí cảm xúc nhiều hơn chính xác và trong trường hợp là coi như là tất cả là là mù quáng hết chỉ nghe lời con tim và thêm một cái khả năng phản ứng nhanh nữa thì cái việc mà các bạn có thể vội vàng tấn công là cái chuyện hoàn toàn có thể dự cảm được và đó là lý do mà mình nghĩ rằng chúng ta phải hết sức cẩn trọng dạ à, nói chung thôi thì đã làm người của công chúng rồi thì đôi khi cũng có cái khổ riêng của mình đó là nhiều khi chỉ vì một vài câu vạ miệng thôi thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn và cũng đem lại những cái thái cực hoàn toàn khác có thể tích cực và tiêu cực đến từ người à, hâm mộ cũng như dư luận còn bây giờ thông tin tiếp theo ạ xin mời chị ơi không biết là chị có hai coi những cái bài hát này hay là những cái phim ảnh mà được remake từ nước ngoài như là bộ phim mà mình mua từ Hàn quốc về xong mình làm lại không chị? Có cũng có con? chứ, cũng có nhiều cái phim truyền hình mà chúng ta gọi là tinh thần ở đây là cái câu chuyện là câu chuyện người Việt nhưng mà cái phỏng mắt phim cũng như đường dây câu chuyện cách khai thác là mình cũng phải đi mua của nước ngoài. Ở Việt Nam có nhiều cái bộ phim đã được đã được chuyển thể. À, đúng nhất. rồi. Ở đây không phải là chuyển thể mà là mua bản quyền. Đúng rồi. rồi à, Và... thì sao? Thì sao hả? Tại vì thật ra em cũng thích những cái thể loại phim như vậy, bởi vì kịch bản nó khá là hay. Ừ. Nhưng ngày nhỏ nhỏ là em đã coi những cái bộ phim như là ngôi nhà hạnh phúc kiểu đó. như vậy. nếu như nước ngoài là có Big đóng thì Việt Nam có Lưu Mạnh Hải đóng vậy chẳng hả? hạn. thì cái vấn đề là được nhiều người quan tâm là khi mà họ đã coi cái bạn uh, nước ngoài rồi, ừ. họ sẽ quan tâm là, khi về Việt Nam thì lại như vậy thì kiểu hồ uh, về mặt trời đó hả? đúng rồi, thì ai là người đóng đó. nếu như nước ngoài uh, là có uh, nữ thần của chúng ta thì Việt Nam có Khả Ngân chẳng hạn. thì còn ừ. bây giờ là bộ phim mang tên là khi cây trà chỗ hoa của Hàn Quốc về Việt Nam thì uh, nếu như diễn viên mà Song Hye Kyo rất là nổi tiếng ở trên ừ. màn ảnh của hàn quốc rồi thì về việt nam là nhã phương đóng với vai diễn là một người mẹ đơn thân thì khán giả cho rằng là nhã phương chưa đủ chín mùi để trở thành một người mẹ đơn thân ừ. có đủ cái nhìn rộng lớn như thế còn nam diễn viên thì là trương Thế vinh đóng thì mọi người cũng chia sẻ là cái ngoại hình của anh ấy già hơn so với nam diễn viên hàn quốc thì chị nghĩ sao ạ Trước tiên là chị nghĩ về cái phim remake trước đã. Yeah. Chị không thoải mái khi coi cái phim này. Ở đây yeah. là chị không nói về nó việc nó dở hay là nó không không dở. Yeah. Nhưng mà cái sự không thoải mái đó nó nằm ở cái lý do là mình cảm thấy bị tiếc nuối quý vị. Tại vì á, cuộc sống Việt Nam không thiếu chất liệu để làm phim. Tại sao các bạn remake? Đúng. Và cái thứ hai đó là năng lực của các biên kịch ở Việt Nam tôi tin là các bạn không hề tệ. À, nhưng mà cái câu chuyện remade đó nó tạo ra những có nó nó có thể tạo ra những cái khả năng là một là mình sẽ rất là khó khăn trong việc là gọi là chuyển thể các cái tình tiết bởi vì cái cuộc sống của một cái đất nước khác với thể chế chính trị khác, xã hội khác, kinh tế khác, thói quen văn hóa khác. Mà bây giờ mình remade lại có nghĩa là nó là phiên bản Việt đúng không? Thì người Việt coi người Việt sẽ cảm thấy khó chịu giống như kiểu ăn bún đậu mắm tôm mà có kèm kim chi chẳng hạn đó. À, tức là ở đây ngay từ đầu các bạn đã ở trong một cái thế rất là khó rồi đó là một cái thế mà luôn bị so sánh yeah. và thường á bạn gọi là bạn làm lại á, so với bạn chính á, bao giờ nó cũng sẽ nói gì thì nói nó có nghĩa là các bạn phải cao tay lắm và các bạn phải có một cái ekip nó thực sự nhuần nhuyễn với nhau á, thì các bạn mới tạo ra được một cái cú đột phá mình lấy ví dụ như bộ phim mà rất được lòng khán giả là gạo nếp gạo tẻ và nghe đâu là cũng cùng một nhóm tác giả đó của cái phim khi cây khi cây trà chủ hoa đó thì cũng bị phản ứng mặc dù phim đó quý vị nhớ đi nó đã từng chiếm rating rất là cao luôn Uh, tức là ở đây tâm thế của mình khi coi phim remake thì nó đã là một cái tâm thế mà luôn cảm thấy uh, hơi khó chịu luôn cựa quậy cảm xúc rồi đó là điều thứ nhất chứ thực ra đối với mình phim remake thì mình không quan tâm nhiều vào câu chuyện diễn viên tại yeah. à, vì hơn ai hết cái câu chuyện cơm áo gạo tiền và cán cân kinh tế những nhà làm phim giỏi hơn công chúng Dạ. bởi vì đó là tiền của họ họ sẽ suy nghĩ xem là diễn viên này có phù hợp hay không đúng và có doanh thu hay không hay là có có được đóng giận bởi khán giả hay không chính nữa. xác quý vị chỉ coi phim thuần túy là tư cách một khán giả nhưng cái người làm phim á người ta phải đặt lên đó cực kỳ nhiều những bài toán dạ thì họ sẽ luôn lựa chọn kỹ càng và thấu đáo bởi vì đó là cái câu chuyện gọi là sống còn đối với họ cho nên thường thì mình không có quan tâm quá nhiều vào các diễn viên và từ đó thì nó mới dẫn đến cái câu chuyện là thực sự thì cái sự phản ứng của công chúng đối với những cái diễn viên được lựa chọn cho những dạng phim remake như thế này thì mình cảm thấy thương các bạn diễn viên dạ. Yeah. mình cảm thấy thương các bạn bởi vì vì một lý do nào đó thì các bạn mới được lựa chọn còn cái câu chuyện mà các bạn đó thể hiện như thế nào đôi khi nó phải theo dòng kịch bản là một nè cái thứ hai đó là Đúng là có những cái diễn viên rất là non nớt trong nghề thì đó được coi như là bài học của các bạn Nhưng vấn đề ở chỗ là công chúng của chúng ta thường cũng hơi vội vàng, hơi vội vàng khi chưa xem Mà chúng ta đã có những cái nhận định của riêng mình, ví dụ như là những cái luồng dư luận mà Nhã Phương đang đối diện à, Già quá hoặc là chắc gì đóng được vai mẹ đơn thân vân vân Chúng ta chưa xem thì chúng ta chưa biết được thực lực của cô ấy đến như thế nào dạ. Và quý vị có thể nói là trời ơi đó giờ có đóng được đâu, đó là Nhã Phương của quá khứ đúng rồi em tất cả của em chúng vậy. ta đều không ai có thể trở thành em của ngày hôm qua được chúng ta là em của ngày hôm nay dạ. và em của ngày mai lại là một em khác nữa rồi dạ. ừ. và thường thường á, thì các diễn viên luôn luôn là muốn thử sức ở những cái vai diễn mới những góc cạnh mà khán giả chưa từng nhìn thấy họ nên em nghĩ rằng là chắc gì là một nhã phương trước đây là một cô nàng bánh bèo hiền lành với những cái vai diễn hiền diệu ừ. có thể đột phá mình trở thành một người mẹ đơn thân thành công thì sao thì khán giả ơi à, câu trả lời sẽ có khi các bạn kiên nhẫn chờ đợi các bạn nha còn bây giờ thông tin tiếp theo ạ à? xin mời thank you tại sao mà em nói là đây là cuộc đối đầu giữa tân minh và à, những người gạo cội đó là bởi vì gần đây khi mà bạn xếp hạng music video á, ừ. sẽ kể ra là bên cạnh những cái uh, video mà gạo cội mv gạo cội như là mv diva của thu minh nè hay là những cái mv của những nghệ sĩ tên tuổi rồi thì có không ít những cái tên tuổi mới như là uh, anh nhà đâu thế của amy b ray nè hay là hãy trao cho anh của sếp sơn tùng nè hay là hết thương cảm nhớ của đức phúc mới ra mắt rồi khó vẽ nụ cười của đạt chi rất là nhiều luôn Thì chị nghĩ sao khi mà um, cái việc mà che già măng mọc như thế thì nó có phải là dấu hiệu tích cực cho nền âm nhạc nước nhà hay không ạ chị nghĩ bình thường á dạ yeah. chị nghĩ chuyện này nó buộc phải bình thường thôi yeah. giống như thu hà nói quả nhiên là phải là quy luật che già măng mọc dạ yeah. à, tuy nhiên với những cái gọi là với cái gọi là với những cái sự kiện như thế này nè mình muốn các bạn lại tiếp cận ở một câu chuyện khác với một tâm thế khác đó là đừng bao giờ ngại ngần đặc biệt là các bạn trẻ bởi vì sẽ luôn có chỗ cho các bạn khẳng định bản thân yeah. à, với những cái chuyển biến đó thì nó đầu tiên là chúng ta phải thừa nhận là nó thuộc về quy luật không có ai mà ở mãi một cái bảng xếp hạng hoặc là một cái giải thưởng cả yeah. nó sẽ có những người thay thế và cái người thay thế đó thì nếu như mà những người trẻ vấn đề ở đây không phải là các bạn trẻ hay các bạn già mà là các bạn đã đầu tư cho sản phẩm của mình như thế nào thì dĩ nhiên là các bạn sẽ được ghi nhận một cách rất là xứng đáng tuy nhiên mình muốn đặt cái câu chuyện này trong cái bối cảnh của thời đại ngày hôm nay thời đại ngày hôm nay là thời đại mà các bạn dễ được công chúng biết tới các bạn có nhiều sân chơi các bạn có nhiều điều kiện để cho ra sản phẩm của mình à, công nghệ phát triển và các bạn được trao cho rất nhiều công cụ để có thể làm ra những cái sản phẩm chất lượng tức là mình đang muốn nói đến cái câu chuyện về gọi là về thời thế ha à, thiên thời địa lợi nhân Nhưng... hòa như vậy thì ở đây các bạn trẻ các bạn gọi là ngày xưa thì người ta lại lo ngại chuyện này yeah. ngày xưa có nghĩa là cách đây 10 năm 15 20 năm thì đúng là chúng ta rất là e ngại về câu chuyện làm sao đánh bật được tiền bối ra khỏi những cái giải thưởng danh giá và chỗ nào để cho các bạn trẻ chen chân yeah. thì bây giờ ngày hôm nay mình nghĩ rằng là cái câu chuyện đó nó không nó không phải là một nỗi lo quá lớn lý do một có rất nhiều giải thưởng yeah. như vậy thì chúng ta có nhiều cơ hội để được ghi nhận hai có nhiều công cụ để các bạn có thể tạo ra sản phẩm của mình yeah. và cái thứ ba ở đây là nó thuộc về gì nó thuộc về cái câu chuyện là các bạn được đón nhận bởi vì cái thị hiếu của khán giả ngày hôm nay thay đổi rất nhanh và đó là lý do mà chúng ta cũng sẽ không cảm thấy quá bất ngờ là tại sao trong những cái bạn xếp hạng luôn luôn có sự đối đầu giữa những cái bậc tiền bối và những cái ca sĩ trẻ mới nổi Dạ. Và đó cũng là lý do mà Thu Hà sẽ luôn luôn có động lực để phát triển ừ. hơn của gắng công hiến bởi vì nếu như mà không có quy luật mà đào thải như trước đây em đi học á, thời còn đi học sinh viên mà học Mác Lenin á là nếu chúng ta không thay đổi sẽ, sẽ bị đào thải đó. Ừ. Thì nếu có quy luật đó thì làm sao có được những cái bạn trẻ thành công như ngày hôm nay. Và em hy vọng là trong 5 năm, năm 10 năm nữa thì biết đâu Thu Hà cũng có được một cái thành tích nho nhỏ như là MC công hiến lâu năm của MCV thì sao? Đúng rồi, dạ. Không có ai đánh hơi ước mơ hết á. Dạ. Cố lên Thu Hà. Và em cũng từng nghe một câu nói rất là hay đó là thành công sẽ xảy ra bạn hai lần lần thứ nhất là trong ý nghĩ lần thứ hai là khi bạn thực hiện đúng đó. phải thực hiện dạ. bởi vì các bạn để ý cái chữ thành công nè có nghĩa là bạn phải bỏ công thì bạn mới có thành quả và thành tựu bây giờ hiểu đơn giản vậy thôi và đó là lý do chúng ta gọi đó là thành công cho nên không có cái thành quả nào tới mà bạn không bỏ công ra hết nhớ ha ừ. dạ rồi còn bây giờ hãy cùng đến với thông tin tiếp theo cũng lại là những câu chuyện mà vạ miệng một chút nhé <laughs> À, thực ra thì chúng ta cũng biết uh, cái câu chuyện mà nghệ sĩ mà uh, vạ miệng là không có gì xa lạ nữa bởi nhưng mà nó um, hơi nghiêm trọng khi mà uh, nó có ảnh hưởng xấu đặc biệt là khi mà uh, cộng đồng mạng họ đã suy xét và họ cảm thấy là cái này không có phù hợp rồi và chúng ta sẽ bàn luận một chút về đạo diễn lê hoàng thì cách đây không lâu uh, thì uh, trong một cái game show thực tế một cái chương trình thắc sô thì đạo diễn lê hoàng có tranh cãi cùng mc quyền linh uh, tranh cãi về cái vấn đề là có nên là không nên về ăn tết hay không đó và hơn thế nữa thì uh, đạo diễn Lê Hoàng cũng đã có một lần chia sẻ rằng là nếu như mà nghệ sĩ bán hàng online thì uh, quả là một điều đau lòng. Rồi chứ dừng lại ở đó thì uh, đạo diễn Lê Hoàng cũng chia sẻ về cái việc ngoại tình. Um, nói chung là uh, có rất là nhiều cái vấn đề cái tranh cãi khi mà uh, anh ấy phát ngôn mà có phần là hơi lỡ lời một chút. Thì chị nghĩ sao về những cái tình huống này ạ? À? Tôi có nghĩ gì đâu. <laughs> yeah. uh, khi ấy thì uh... chị nghĩ dài. Yeah. Đầu tiên chị không coi nó là lỡ lời chị chị không đặt tất cả những cái diễn biến trong những câu chuyện mà thu hà vừa mới mô tả nó là lỡ lời yeah. bởi vì thông thường lỡ lời quý vị người ta lỡ lời một lần thôi cùng lắm là hai lần tuy nhiên nếu như mà chúng ta là fan của anh hoàng hoặc là chúng ta đã theo dõi cái câu chuyện nghề nghiệp của anh hoàng từ từ lâu 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 thì thông thường á, nó sẽ có những cái định danh cho anh hoàng đó là thực ra đó là cái người đàn ông kỹ tính nè rồi đó là một cái người mà gọi là rất là dữ dội hơi um, gọi là hơi hơi chanh chua đại loại có nghĩa là anh hoàng được định vị ở một cái uh, gọi là một cái hình ảnh là ở đó ảnh không phải là cái người nói lời thảo mai dạ đúng rồi hai ảnh không phải là người nói lời khéo léo dạ đúng và đó là lý do mà thực sự những cái câu chuyện vừa rồi mà thu hà vừa mới mô tả thì chị không nghĩ đó là cái chuyện lỡ lời mang tính nhất thời dạ. mà có thể được xác định đó là cái cái style cái kiểu cái gọi là cái đặc cái đặc biệt cái điều nó gọi là nó tạo nên cái bản cái sắc lê hoàng dạ. ừ. và dĩ nhiên không phải cái bản sắc nào cũng được công chúng đón nhận thì đó là cái câu chuyện hết sức bình thường dạ yeah. và chính xác như những gì chị như a chia sẻ đó là đạo diễn lê hoàng từng được nhận xét là đạo diễn đanh đá nhất showbiz <laughs> việt đó có lẽ nó đáng đã đáng màu sắc cái bản sắc riêng của anh ấy ừ. và anh ấy muốn chứng tỏ rằng ờ tôi không lo ngại không có e sợ khi đúng. mà nhận xét thẳng thừng như thế tôi là một người khó tính nhìn nhận với cái góc nhìn nó hơi tiêu cực cũng không sao cả tôi dám đứng lên tôi dám nói đúng và uh, tôi tin rằng là cái điều đó được công nhận và chị hy vọng rằng là anh hoàng á anh sẽ giữ được cái phong thái của cái điều mà thu hà vừa mới tả nếu anh có nghĩ đó là tôi nghĩ gì thì tôi sẽ nói đó và tôi dám chịu trách nhiệm về những cái gì mà tôi nói yeah. bởi vì chắc chắn một điều là công chúng sẽ không hề thích cái cái bản sắc đó của anh hoàng nhiều Yeah. sẽ có công chúng thích và đương nhiên số đông công chúng là sẽ không thích yeah. cái thứ hai đó là cái sự gọi là cái sự đối đầu trực diện của anh hoàng dĩ nhiên là về giao tiếp có thể là dễ làm cho người tiếp nhận họ bị tổn thương bởi vì cái câu chuyện đó nó chọc ngoáy và nó nó làm cho con người ta bị gọi là bị tấn công trực diện quá và đó là lý do mà chắc chắn là cái sự phản ứng lại dành cho ảnh là có cái sự phản đối là sẽ có và thậm chí là nếu như ai không hiểu tính ảnh thì có thể sức mẻ luôn tình đồng nghiệp cũng có thể có à, tuy nhiên hy vọng là giống như thu hà nói thực sự thì chúng ta à, cũng có thể thấy rằng là đối với anh lê hoàng tuổi đời tuổi nghề thì ảnh không phải là một người để có thể gọi là còn mơ hồ hoặc là ảnh chưa biết mình muốn gì tôi tin là anh hoàng ảnh ảnh cực kỳ chất, ảnh biết ảnh muốn gì chứ và ảnh biết ảnh là ai chứ có điều là như thế nó sẽ luôn luôn có cái câu chuyện đó là mình đã làm thì đương nhiên là mình phải đón nhận và dĩ nhiên là hy vọng rằng là thuyền lớn sống lớn anh hoàng sẽ hoàn toàn có thể bình tâm bởi vì ảnh dạ. hơn ai hết ảnh là cái người đã ở trong nghề rất là lâu năm rồi dạ ừ. và có rất là nhiều trải nghiệm với cuộc đời này rồi như vậy thì có lẽ là nãy giờ chị Y a và khán giả cũng đã hiểu vì sao mà mới bước vào chương trình nó thu hoạch ngồi đâm chiêu như xa. thế suy nghĩ như thế thì ra là ngày hôm nay có khá là nhiều câu chuyện drama xung quanh đúng không chị đó bởi vậy em quyết định là sau game show ngày hôm nay em sẽ đi cắt tóc ngắn như chị. à Để UK. làm gì? Tại vì á bây giờ cha mang có đau đầu quá là đầu mù tóc rối thôi mình cắt tóc ngắn luôn. Đó xong rồi mình tô son điểm phấn son duy ca để mình luôn luôn tươi trẻ và à, luôn sẵn sàng để nhận được những cái chỗ thông tin từ showbiz <laughs> từ Vbiz hai mươi ạ giờ. Dạ đúng rồi đó thưa quý vị từ ngày mà đến với Vbiz hai mươi giờ tóc mình cứ ngắn dần theo năm tháng. Vì sao? Vì mỗi ngày làm số là bức mớ đó. Dạ và có lẽ là sau hai ngày nữa chúng tôi sẽ quay trở lại với thông tin còn hot hơn được các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.